trên tay mình đây là một chiếc Samsung Galaxy S10e. Đây ạ. À, chiếc S10e này đã bị vỡ ở lắp lưng. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy đấy ạ. Đấy. Thì hôm nay phụ kiện Samsung sẽ hướng dẫn các bạn cách thay lắp lưng S10e chính hãng của Samsung. Đấy, trước tiên thì sẽ cho máy lên trên bàn nhiệt để ra nhiệt. Ra nhiệt để tháo cái lắp lưng cũ ra. Và đây là cái lắp lưng chính hãng của Samsung ạ. À. Cái sản phẩm cái lắp lưng này là có hàng lô các bác nhá. Hàng lô của nó thì nó có hai loại, loại lô hẳn luôn thì nó lưng nó bằng nhựa. Loại lô bình thường thì lưng nó vẫn kính thôi nhưng mà nhìn nó dại hơn rất nhiều. Dạ. Ok, và bắt đầu quá trình thay thì bạn kỹ thuật viên sẽ sử dụng cái miếng ni lông mỏng để lách. Đó. Lách vào phần nắp lưng. Đồng thời thì do nắp lưng này nó được ra nhiệt rồi cho nên là cái phần keo của nó cũng khá là dễ. À. Tách cái phần kính camera. Rồi, đây là lắp lưng bị vỡ đấy ạ. Phần kính camera sẽ đặt lại vào cái lắp lưng dùng để thay. Dạ. Cái nắp lưng này ấy thì là nó có keo sẵn của nhà sản xuất rồi. Đây này, các bạn nhìn thấy phần keo viền này. Thì khi mà chúng ta gắn vào điện thoại thì nó sẽ yên tâm hơn. Ok. Giờ đến phần làm sạch keo thừa. Rồi, các bạn nhìn thấy sau khi tháo ra thì cái phần keo thừa ở trên điện thoại nó vẫn còn. Giờ chúng ta sẽ phải làm sạch cái phần keo thừa này. Việc thay lắp lưng này thì cũng khá là đơn giản. Nếu mà các bạn tự thay ở nhà thì không có dụng cụ chuyên dụng thì các bạn sẽ phải làm sạch bằng tay thôi. Đây ở đây thì chúng tôi có những dụng cụ chuyên dụng để làm sạch keo hoặc là cồn 90 để lách vào khi mà tháo lắp lưng ra nó dễ hơn. Có dụng cụ chuyên dụng thì làm rất là dễ thôi. Vệ sinh keo một lúc là xong. Ok, sau khi vệ sinh xong thì sẽ sử dụng cái nước 530 để chúng ta lau lại. Lau lại, vệ sinh lại cái phần toàn bộ phần viền máy trước khi mà chúng ta chuyển sang cái công đoạn là sau khi vệ sinh xong thì chúng ta sẽ bóc keo ở trên cái nắp lưng mới ra và lắp vào thôi ạ. Rất là đơn giản. Rồi, bạn ấy sẽ vệ sinh lại. À, đây là thành quả. Đó. Đây là cái nắp lưng sau khi thay xong đấy ạ.
máy lại thành như máy mới. Ngoại trừ có một điểm là nó không có cái số email ấy khác ở trên lưng thôi. Còn lại thì đây là lắp lưng chính hãng cho nên là như máy mới luôn. À, các bạn lưu ý là sau khi thay lắp lưng xong thì chúng ta sẽ buộc cái dây nịt ở trên cái lắp lưng này để cho nó chắc, cố định, giữ cố định cho nó chắc. Sau đó thì chúng ta sẽ tháo ra. Ok, và đây là kết quả. Rồi, cảm ơn quý khách hàng. Đừng quên follow, like, chia sẻ và đăng ký kênh của Phụ Kiện Samsung. Xin cảm ơn.